Rồi, mến chào toàn thể quý vị anh em đang quan tâm và đang theo dõi kênh nhé. Thì mình sẽ quay cho anh em xem cây phôi mai, phôi này là phôi miền Tây nhé. Mình mua hồi tháng riêng về ghép siêu bông Gia Lai nha nhé. Thì cũng mới nhắc đã có sâu ăn rồi này, chết sâu mùa này ghê quá nhé, mới có 7 ngày là nó bụp rồi. Thì giống này thì nói chung là khá mạnh, và cây đây này thì với mức độ chăm sóc thì anh em để ý là khi chăm sóc phôi phôi mai ghép thì khi ghép dính tầm này thì bắt đầu hãng cho đi ăn phân nhẹ nhẹ nha, hoặc là các anh em có thể cho ăn hữu cơ thì tốc độ phát nó sẽ nhanh. Chứ còn nếu mà mình mà cho ăn phân sớm hoặc nếu mà anh em chắc ăn thì đợi nó ra cành dài hai này thì hãng cho ăn phân, bởi vì nếu mà cho ăn phân sớm thì rất có khả năng là nhiều khi nó bị hủy bo ghép hoặc là nó bị suy cây nhanh nha, bởi bộ rễ nó còn đang nhiều mà trong khi tược ở trên nó không quang hợp được ấy. Cho nên là rất nhiều anh em sai lầm cái điểm mà khi ghép thế này này là bắt đầu thúc phân vô quá nhiều, là giúp khiến cái cây của mai anh em nó hấp thụ không hết ấy. Nó hấp thụ không hết phân bón là cái cây nó bị suy đi đó. Còn như ở trong miền Nam thì mình cũng quen rất nhiều anh em họ ghép rồi, thì tại đa số thì anh em họ ghép là cỡ cành dài 20 phân đây thì rất nghe nói là cái khoảng tầm một tháng thôi. Nhưng ngoài mình thì ghép sẽ bị thua anh em ở trong miền Nam ở cái điểm là đối với khu mình ấy, mà ghép được một cái bo mà như thế này này là phải tầm 40 ngày rồi anh em, tính từ ngày ghép này. Vì khoảng tầm trên 20 ngày ấy, thì bắt đầu nó mới nhú mầm, và cỡ như đây là phải tầm 30 ngày rồi anh em. Còn anh em trong miền Nam thì rất là nhanh. Nhưng khi mà đấy là do cái khí hậu và thời tiết từ từng vùng miền, bởi vì ngoài mình nó lạnh hơn cho nên là ghép nó sẽ chậm hơn. Mà cũng chẳng hiểu lý do sao mà ngoài mình nó ghép bị chậm lắm nha. Mình ghép rất nhiều, mình ghép mình bán giống nhiều lắm anh em. Năm ngoái mình bán giống, năm kia mình bán giống Gia Lai, năm ngoái mình bán giống Tài Lộc, thì năm nay mình bán siêu bông này. Cho nên là một năm mình có thể ghép tới khoảng tầm vài trăm cây hoặc 1.000 cây là chuyện bình thường. Nhưng mà đại đa số thì khi mà để mà ghép ra được tầm này anh em, thì đại đa số là mình phải mất khoảng tầm trên một tháng mới ra tầm này nha. Trên một tháng thì mới đi được bao nhiêu thôi, là nhanh rồi đó. Chứ còn đúng ra phải lâu nữa, có những bo ghép khoảng tầm 40 ngày bắt đầu mới nhú mầm anh em. Nó lâu lắm chứ nó không giống đâu. Ví dụ như khu mình mà ghép mà ngon nhất là vào tháng này. Từ tháng 4 cho đến tháng 7 là ghép ngon hơn là tháng riêng với tháng 2 nha. Ở khu mình nói chung là theo như kinh nghiệm riêng của mình thôi, chứ mình không nói đây là cái vấn đề chính xác nha. Còn khi trong chăm sóc mai, trong cái quá trình mai ghép thế này thì đây giống như cây của mình hiện giờ đi được 25 cm. Thì cái giống này anh em thấy là thấy nó đẹp anh tẻ rất là khủng khiếp này. Kể cả là cái mắp mầm này mới nhú này nó cũng đẹp anh tẻ anh em đấy này. Thì đối với nếu mà chăm sóc đúng và phân thuốc cho chuẩn thì một cành như bây giờ, hiện là đang là tháng hôm nay là 13 hay 14 tháng 5 âm lịch này. Thì cây như thế này mình chăm khoảng tầm từ giờ tới tháng 8 thì một cây như này, một cành như vậy thì nó có thể đi được khoảng tầm một thước đến một thước hai là bình thường nha anh em. Nói chung là khi ra tới đây là mình sẽ chăm rất lực. Thì mình nha sẽ sử dụng cái thằng phân hữu cơ này, bởi vì cây này không phải cây chơi bông anh em. Phân hữu cơ này thì bữa giờ lên mạng cũng chia sẻ cho anh em một bữa rồi, thì mình sẽ sử dụng dòng phân này và sẽ tiến hành là cái khoảng tầm 6 ngày vừa phun vừa tưới một lần, 6 ngày vừa phun vừa tưới một lần, bởi vì cây này nó không liên quan đến bông hoa nha, mà liên quan là đến chừng nào cho nó đủ tàn kín tàn thôi. Vậy cho nên là chủ lực của mình là sẽ đi phân và chỉ đi một loại phân nhất, cứ vậy mà phang thôi. Cứ 6 ngày ngày vừa phun vừa tưới, vừa phun vừa tưới. Và đương nhiên thì trong quá trình đấy vẫn phải sử dụng xử lý thuốc sâu anh em. Đây là con sâu là nó đã bục của mình rồi, mới phun hôm nay là ngày thứ 8 này mà nó đã bập này, chiều hôm qua mưa cho nên là không phun được này anh em. Đó, này là ngày thứ 8 rồi mà sâu bắt đầu ra rồi này. Cái giống này thì nó khác các cái giống khác anh em, nó đẻ bánh tẻ rất là khủng khiếp này anh em. Bữa giờ thì cũng có giao lưu với mình cũng nhiều thì cũng biết này. Đây, anh em đấy bánh tẻ này, này và cành nó rất là mập nha anh em, cành nó mập và rất lợi thế điểm là cái phôi này là cái mặt cắt nó cũng lớn này, mặt cắt nó cũng lớn anh em, cho nên là dòng này nó sẽ mau bít cái mặt cắt này. Cho nên là hiệu quả sẽ rất cao. Nói chung thì về kỹ thuật và chăm sóc cái phôi ghép á, thì nó khác cái phôi mai thuần chậu như này nha nha. Mai thuần chậu này thì anh em chăm sóc ví dụ như là phun thuốc hoặc là bón phân mà nó phạm một xíu á, ví dụ bị phạm một xíu thì nó không ảnh hưởng nhiều. Nhưng riêng với cái dòng ghép này mà đang loại lỡ chỡ kiểu này này, mới chớm chớm kiểu này, anh em chỉ cần phạm phân hoặc phạm thuốc thôi thì rất có khả năng là cây bo ghép của anh em sẽ bị rụi. Mà khi bo ghép bị rụi là cây nó không quang hợp được, nó rất
rất có khả năng là cây mà của anh em sẽ tiến hành nó sẽ bị suy yếu đấy. Như cây đây thì nó hơi tiếc điểm chỗ đây cái cục này, mình không đóng được cái bo nào, bây giờ chờ nó mầm lên, chờ mầm lên này. Nói chung về dáng và thế thì mình xin nói thật anh em là tùy theo túi tiền và tùy theo điều kiện, tùy từng người. Ai chẳng muốn cái phôi đẹp anh em, ai cũng muốn phôi đẹp, phôi đúng thế đúng thật, nhưng mà thật ra thì nó phụ thuộc cái túi tiền rất là nhiều. Và túi tiền mình là ít thì mình chơi cái hàng nó ít ít, chứ không nhất thiết là phải chơi cái hàng nó to. Ví dụ như mà túi tiền nó lớn thì tốt nhất là nếu mà nhiều tiền thì mua luôn mấy cây đủ tàn đủ nhánh này chơi cho nó nhàn. Thì vậy cho nên là cái video này mình chủ lực là để chia sẻ anh em, đó là thứ nhất là chia sẻ phân bón hữu cơ, thứ hai là giới thiệu về cái dòng giống, và thứ ba là cách mà để chăm cho một cái cây mai ghép nó phát triển nhanh nhất có thể. Nói chứ mình chỉ thua anh em cái điểm phút ban đầu thôi, đó là thua cái điểm mà bắt đầu ghép này. Chứ khi mà ra tầng này rồi là mình không ngán đâu nha. Khi ra tầng này rồi mình chăm có thể là trong vòng 3 tháng sau có thể cành này, hoặc những cành này nó có thể đi tới một thước, và chuyện bình thường luôn. Bởi vì nếu mà bón phân liên tục như vậy và phân mà hiệu quả cao thì cái cây mai mình sẽ không thể đứng lọc nha nha. Nó đi từ giờ tới tầm tháng 9 nó mới bắt đầu mới đứng. Tức là tháng 10 là thời tiết nó lập đông anh em, nó chuyển sang mùa đông, là cây nó không phát triển, cho nên là bây giờ mới có rằm, gọi là rằm tháng 5 đi. Hôm nay 14 hay 13 thì còn rằm tháng 6, rằm tháng 7, rằm tháng 8, còn 3 tháng nữa cây này đi vô tư được khoảng tầm 1 mét nha anh em. Mỗi bên đi 1 mét là chuyện bình thường luôn. Cái này có thể trong năm nay thì mình có thể là lập kín cái tàn này, nhưng tiếc là cái cây này là nó bị yếu hai cái điểm đây đấy nha. Yếu hai điểm đây, mình quay rõ cho anh em xem này. Phía này bị lép hai điểm đây này, không có bo, không có chi bên này, cho nên là nó sẽ bị thu bên này. Cho nên mình cần phải cân, chứ như bên này thì mình lập tàn nó rẹt rẹt thôi nhé. Dòng này nó khỏe. Đây là giống siêu bông Gia Lai nha anh em. Đây, anh em để ý này. Tay tàn nó này, bất kỳ mầm nào cũng vậy nha. Chứ không phải một mầm mà mình nói chuyện như vậy nha. Đây, anh em để ý này. Tất cả mầm đều phải đẻ đều như vậy hết, mà kể cả cái bo mới khép thì nó cũng đã đẻ như vậy rồi nha. Đây đó, và kể cả cái bo này mới dính thì cũng bắt đầu đẻ rồi đó. Và thằng này cũng vậy đây nha, tất cả các bo. Thì mùa này thì nói chung là mùa này là mùa gió rất là mạnh, thì anh em lên gồng kẽm, gồng cây, gồng sắt vào, không để là nó thổi bay mất nhanh nha. Rồi, video của mình đến đây cũng xin phép tạm dừng. Cảm ơn tất cả quý vị anh em đã quan tâm và theo dõi video.